Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Tucson thuộc phân khúc SUV hạng C, cạnh tranh với những cái tên như Honda CRV, Mazda CX5, Ford Territory. Vào cuối năm 2021, Hyundai Tucson đã ra mắt thế hệ mới thế hệ thứ 4 tại Việt Nam với nhiều thay đổi ở thiết kế và trang bị. Qua khảo sát thị trường xe đã qua sử dụng, một chiếc Hyundai Tucson sản xuất năm 2023 đang được một salon giao bán với mức giá 955 triệu. Theo người bán, chiếc xe thuộc phiên bản diesel đặc biệt, ngoại thất và nội thất màu đen, chỉ số lăn bánh khiêm tốn chỉ 8.000 km. Phương tiện vẫn đang trong tình trạng gần như mới. Được biết, ở thời điểm đập hộp giá niêm yết là 959 triệu, người mua sẽ phải bỏ ra một khoản tiền lên đến gần 1 tỷ mốt để lăn bánh chiếc xe này, như vậy, tuy chỉ mới chạy được 8.000 km. Chủ xe Hyundai Tucson hiện tại đã chịu lỗ hơn 100 triệu. Ở chiều ngược lại, với những ai đang muốn tìm mua một chiếc SUV Hàn Quốc, đời mới full option với giá mềm thì đây là một lựa chọn đáng cân nhắc. Hyundai Tucson 2023 được áp dụng triết lý thiết kế thể thao và gợi cảm, có sự kết hợp hài hòa bốn yếu tố cơ bản: tỷ lệ, kiến trúc, kiểu dáng và công nghệ. Khu vực đầu xe gây ấn tượng với năm đèn LED ban ngày tạo hình như, đôi cánh cùng cụm lưới tản nhiệt được mở rộng và thiết kế nổi khối 3D. Cụm đèn pha LED có thiết kế dạng chia khoang với đầy đủ tính năng hiện đại như tự động bật trên tắt và tự động điều chỉnh xa gần. Ngoài ra, xe còn được trang bị tay nắm cửa cùng màu thân xe, gương chiếu hậu gập chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ. Hai cụm đèn hậu nổi khối 3D có thiết kế cách điệu theo hình tam giác, mâm 18 inch trên hai bản đặc biệt, cốp điện, ống xả kép thể thao. Cabin của Hyundai Tucson 2023 khéo léo kết hợp chất liệu da, nhựa đen và viền mạ chrome tạo nên một không gian nội thất sang trọng và đẳng cấp xe nổi bật với trang bị tiện nghi hiện đại như vô lăng bọc da, bảng đồng hồ và màn hình cảm ứng giải trí cả hai, đều có kích thước 10.25 in hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống điều hòa tự động hai vùng, đèn LED nội thất và hệ thống âm thanh 8 loa từ Bose đều góp phần nâng cao trải nghiệm thoải mái và giải trí cho người dùng. Trên phiên bản DSN đặc biệt này sẽ được trang bị cần số điện tử bằng nút bấm kèm theo lẫy chuyển số trên vô lăng. Dưới nắp capo, Xe sử dụng động cơ dầu Smartstream DSN D2L, công suất tối đa 186 mã lực, mô men xoắn cực đại 416 Nm hộp số tự động 8 cấp. Về công nghệ an toàn, xe có các trang bị tiêu chuẩn như chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hỗ trợ đổ đèo ngang dốc, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống kiểm soát lực kéo, cảm biến áp suất lốp, 6 túi khí. Ngoài ra, Hyundai Tucson 2023 còn được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Smart Sense với các tính năng tiên tiến như hỗ trợ giữ làn đường, camera quan sát điểm mù hiển thị trên màn hình người lái, phòng tránh va chạm trước và ga tự động thích ứng.